Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em lại về được một sản phẩm khá là phổ thông ở trên thị trường. Đây là chiếc Mazda CX-5 được sản xuất năm 2020 bản Premium mới nhé. Bản Pre thì sẽ là bản đủ cho CX-5. Ở cái đời này và ở cái tầm tiền này thì thật sự cá nhân em thấy đây là một trong số những cái sản phẩm mà được nhiều người tìm hiểu và tìm kiếm nhất hiện nay. Đó. Những cái dịp cuối năm như thế này thì những cái sản phẩm như thế này thì không còn quá xa lạ với mọi người nữa rồi. Và dòng này thì trên bản Premium thì mọi người cứ so sánh cho em là có cửa sổ trời và có hắt kính hiển thị tốc độ trên kính lái là sẽ là bản Pre mọi người nhé. Đó. Trên bản Pre, bản cao cấp này ấy, thì sẽ được trang bị thêm quả loa bow nữa và có những cái tính năng an toàn như là cảnh báo điểm mù ở chân gương và có cảnh báo lệch làn. Đó. Ngoài ra nữa thì trên chiếc xe này của em zin nguyên bản thì không có hệ thống camera 360 mọi người nhé. Nhưng chiếc xe này của em thì đã được trang bị thêm hệ thống camera 360 rồi. Đó. Đây mọi người có thể quan sát thấy cái nội thất của chiếc xe này khá là mới. Xe của em chạy được 4 vạn km ạ. Đây. Rất là mới luôn mọi người nhé. Cái nội thất này em sẽ quay trước để cho các anh chị ở xa hoặc là có nhu cầu mua ở xa thì có thể xem trước. Đó. Hoàn toàn là yên tâm khi mà lấy xe. Tất nhiên là có những cái hao mòn theo thời gian và những cái khấu hao rồi cũng phải chấp nhận, bởi vì là xe cũ đã qua sử dụng thì không thể tránh được những cái hao mòn đâu. Đó. Tuy nhiên là với cá nhân em đánh giá thì chủ xe cũ họ cũng khá là giữ xe, chăm xe và yêu xe, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thêm nữa thì bên em, chính bản thân em là người đã kiểm tra chiếc xe này, nên là mọi người cũng yên tâm thêm một phần là không phải lo về cái chất lượng. Em sẽ đảm bảo đầy đủ, hoàn toàn chất lượng cho mọi người nhé. Đây là bản thế hệ 6.5 của Mazda CX-5. Kết thúc cái đời này thì chúng ta sẽ ra cái phiên bản đời 2023. Đó. Nên là mọi người có thể quan sát chiếc xe này với cái form này vẫn được rất nhiều khách hàng tìm kiếm. Và hai nữa là bây giờ giá của những chiếc này khá là phổ thông và hợp lý ở trên thị trường, vừa phải vừa với túi tiền của mọi người. Về tổng thể nước sơn của chiếc xe này thì cũng khá là đều và ổn so với một chiếc xe đời 2020. Chủ xe cũ đã lắp thêm cái lipo này mọi người nhé, lipo đôi. Về CX-5 ấy thì mọi người sẽ thích những cái phiên bản 2.0 như thế này hơn, bởi vì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và giá thành nó vừa phải hơn. Nếu như chúng ta mua phiên bản 2.5 ấy thì sẽ cao hơn và đắt tiền hơn. Tất nhiên là mức tiêu hao nhiên liệu của 2.5 thì nó sẽ tốn hơn một chút. Đó là đối với những bác nào quan tâm về nhiên liệu. Lốp sô cua còn zin nguyên bản chưa hạ mới nhá. Trên bản Pre thì sẽ được trang bị thêm cả cốp điện nữa. Đó. Ghế chỉnh điện hai bên. Đời này thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản, đó chính là bản Premium, bản Luxury và bản Deluxe mọi người nhá. Sẽ có 3 phiên bản cùng là CX-5, nên là mọi người phải tham khảo thật là kỹ, tìm hiểu rất là kỹ về cái dòng này, tránh bị mua nhầm phiên bản với cái giá cao, hoặc là cứ nghĩ là mình mua được rẻ nhưng thực tế thì lại là những cái giá trị nó thấp hơn. Đó. Ngoài chiếc CX-5 này ra, nếu như các anh chị nào mà thích CX-8 thì đều có thể tham khảo chiếc xe này của em. Em còn một chiếc CX-8 nữa cũng đời 2020, nhưng đây là bản Deluxe mọi người nhá. Nó sẽ rẻ hơn. Giá nó sẽ bằng với cả chiếc CX-5 bản Pre này. Nó hơn 700 triệu. Cho bản Premium CX-5 và bản Deluxe hay của CX-8 này. Đó. Giá sẽ xem nhau, giống nhau. Nôm na sẽ là giống nhau mọi người nhá. Chiếc này đã có hệ thống camera 360 rồi, có bậc dẫm được lắp thêm và nước sơn thì ổn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ cho mọi người xem chiếc CX-8 này. CX-8 thì sẽ là 7 chỗ mọi người nhé, rộng rãi hơn. Tuy nhiên là đây là phiên bản thiếu thì sẽ ít đồ chơi hơn so với bản Premium. Tuy nhiên giá ngược lại thì nó lại rẻ hơn. Đó. Các anh chị nào nếu như cần một chiếc CX-8 mà giá tiền rẻ như CX-5 thì có thể tham khảo chiếc xe này. Các bản thiếu thì sẽ là ghế cơ ở đây mọi người nhé. Ghế chỉnh cơ.
chưa được chỉnh điện. Đây, mọi nhìn cho em nhé. CX-8 sẽ là dài hơn, rộng hơn và được trang bị 7 chỗ ngồi, thoải mái hơn. Đó, sẽ bản thiếu này thì sẽ chưa có cửa nóc. Nếu như các anh chị không cần nhu cầu đến sử dụng cửa nóc thì chiếc xe này cũng khá là hợp lý. Chạy có 37.000 km thôi, chiếc này thì khá là mới. Rồi, ngắn gọn với mọi người một chút để cho mọi người nắm được thông tin nhé. Em có hai chiếc Mazda SUV. Hiện tại thì đây là chiếc CX-5 được sản xuất năm 2020 và giá thành thì bên em bán 765 triệu rồi nhá. 765 triệu cho một chiếc CX-5 2020 bản Premium màu trắng, biển số Hà Nội, đã lên được hệ thống camera 360 và một vài cái đồ chơi nữa của xe. Đó, rất là đẹp, xe thì đều và đẹp, ổn. Đó. Ngoài ra thì bên này là có một chiếc CX-8 bản Deluxe, bản thiếu, cũng là giá 765 triệu, cũng là đời 2020 nhưng nó là bản Deluxe mọi người nhá. Còn đây là CX-5 bản Pre. Đó, một trong hai phiên bản, đều là những cái sản phẩm mà cá nhân em thấy khá là hợp lý với túi tiền của mọi người. Các anh chị đều có thể tham khảo và lựa chọn những cái sản phẩm nào cảm thấy ưng ý và hợp lý nhất của mình thì hãy ủng hộ cho bên em và lựa chọn những cái sản phẩm của bên em mọi người nhá. Đó. Thật sự là đây là một trong số những chiếc xe mà cá nhân em rất là ưng, và những cái mặt hàng này thì bán rất là chạy. Nên là các anh chị nếu như có quyết định thì quyết định sớm rồi nhá. Phần cốp để đồ nó sẽ rộng rãi hơn và to hơn, xe nó dài rộng hơn CX-5 rồi nhá. Đó. Các anh chị ở xa thì hoàn toàn yên tâm là bên em bán ship xe đến toàn quốc. Các anh chị chỉ cần ở nhà thôi, xe sẽ được giao đến tận nơi và không phải lăn tăn hay là lo lắng về bất kỳ cái việc nào giao dịch. Hoặc là bên em sẽ nhận thu mua lại đủ các loại xe đã qua sử dụng. Các anh chị chỉ cần muốn bán chiếc xe mình thì chụp ảnh đăng ký đăng kiểm xe, sau đó gửi qua Zalo cho em sẽ định giá xe của anh chị để cho anh chị có thể ở nhà và giao dịch một cách tốt nhất. Đó, định giá rồi đồng ý thì chúng ta sẽ đổi cát mọi người nhá. Cuối cùng thì xin được kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Em là Song Thảo ở số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Speedcar mọi người nhé.